Ta giải phương trình 3 lý thuyết chung của x bằng 27. 27 thì ta phân tích là bằng 3 mũ 3. Rồi cái này phân tích thành lý thuyết chung là 3 mũ trong 2. Đấy. Và cái 2 này phải bằng vị trí tuyệt đối sơ này. Đấy. Vậy ta có tuyệt đối sơ bằng 2. Vậy ta sẽ có hai giá trị thỏa mãn để chơi bằng cộng trừ 2 các bạn nhé.